Ông quý chủ. Ông chúng ta phải cam to cái tầm ra can để thi sản nàng ca hay môn bắt đầu từ ca trường từ cầm thạ mình từ vì ca việc cái mình to ca tăng tầm nu đó đánh đầu đó đang mới đang rập đồng ý ông nhầm đẹp cô bị ca trường từ cho cầm dòng mặc là vén đầm bầy bệnh chết ông pi bánh hà đại ca là ông pi bậc mến đại miền ca to vạc nghĩa lư bánh hà đại ca su đánh đầu đại thưa là đại cầm bây giờ bị bây giờ cổ phế hay miền ca chúng tôi là to vá từ pi sầm nạ pi kỳ xã tầm nàng xã bình nhã hay nàng xã bây giờ nằm mốc tầm nàng đại mà đang rập này xong chơi đôi chân cầm xong mặc là vén merci monsieur le président sommes au conseil européen La Chambre a procédé pendant la pause à une vérification des données contenues dans la liste de prisonniers de S21 qui a été établie par le bureau des co-juges d'instruction, à savoir la liste E393.2. En particulier, la Chambre a vérifié la date à laquelle les employés de l'unité K9 auxquels Maître Copé a fait référence lors de son interrogatoire de la partie civile Chum Mei, a vérifié les dates indiquées comme étant les dates d'entrée de ces prisonniers à S21. À la lecture de ce document, il apparaît que l'affirmation selon laquelle les prisonniers correspondant au numéro 665, 9431 et 10651. Donc l'affirmation sur laquelle ces prisonniers sont entrés le même jour ou dans des jours proches de l'arrestation de M. Chum Mei est une affirmation erronée. Qui ne correspond pas aux données qui figurent sur cette liste. En effet, le prisonnier 665 est entré le 27 août 1978. Le prisonnier 9337 est entré le 8 avril 1978. Le prisonnier 9431 est rentré le 11 avril 1978. Et le prisonnier 10651 est rentré le 26 mai 1978. Et je rappelle que de cette même liste fait apparaître que M. Chum Mei est rentré à S21 le 28 octobre. 1978. I take duly note. Excel spreadsheet that don't turn card by the chat, Chum Mei, the Knongalon, Doikinia, that don't turn prisoners. មិនពីវិទ្យាកូពេដើម្បីបន្តការតាំងធំរបស់ដែនដល់ចំពោះសាដើមនឹងរដ្ឋប្រពៃនេះចំពោះបញ្ហានោះលោកនៅធ្វើនៅពេលក្រោយឱកាសណាដែលលោកអាចធ្វើទៅបាន Thank you, Mr. President. Metvi Kope, Okun Lopatin, Hassum Chimrip Suo, Lok Damanang Rafaveni, Munpe Dakim Abanghan Chun Lok, footage from the East German
xe video chân chết ở Lâm Mong thay chia đọc như thế. Phần tác trong nâng xua bánh hà mùi trong khói chìm mùi lục. Các bình sơn mình, lục lời tốp từ nâng xung nua bỏ xạ bỉ nhá, lục bàn như dây thả nâu bền mùi, lục bàn chô rùm cách bỉ chung. Đại khăn ông cách bỉ chung nô, nôn chía bàn như dây. This is an issue that you never mentioned. This is an issue that you never mentioned. This is an issue that you never mentioned. ខ្ញុំបាទជំរាបលោកថាខ្ញុំអត់បាននិយាយពិតមែនតែពេលឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំបានចូលមកសាលាក្តីនឹងខ្ញុំចង់ដឹងតើលោកងុនជាជំនាន់នោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំធំដែរចង់ដឹងរឿងនឹងតើគាត់មានដឹងទេដែលខ្ញុំចង់ដឹងនឹងថាគុកទួលឆ្លៃនឹងតើ គាត់មានដឹងមានគុកជួលឆ្លៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញនឹងដែរអីខ្ញុំចង់សួរគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកូនក៏បាទអត់ដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ក្រោយទេឥឡូវនឹងឆ្លើយតបមួយសំណួរបាទចាំទទួលលោកត្រាប់សំណួរបាទបើត្រាប់ទទួលមិនបានលោកសុំឲ្យអ្នកតាំងសំណួរលោកហ្នឹងសួរសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យលោកយល់សំណួរនឹងច្បាស់សុំឆ្លើយតបលោកមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរគេទេណា ខ្ញុំចេញលោកមន្ត្រីបិទកែបកពេបច្ចៈសំណួររបស់លោកចុងក្រោយរបស់លោកនឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះដើមនឹងរំលីតំណងគាត់ស្ដាប់មិនយល់អំពីសំណួររបស់លោកទេ សាប្រិញ្ញាបានសួរលោកថាតើលោកធ្លាប់បានឃើញនួនជាដែរឬទេនៅពេលដែលបានឃើញគាត់និយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយដែរឬទេលោកមិនដែលបាននិយាយពីរឿងនេះពីមុនទេម្ដងណាក៏លោកមិនដែលនិយាយទេនៅក្នុងសិក្ខាកម្មទៅការិយាល័យសហជីវកម្មសើបអង្កេតទៅសាលាដំបូងនៅក្នុងរឿងក្តីពីមុនក៏ដោយហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀត ហើយខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកមិនដែលបញ្ជាក់ពីបញ្ហាថាលោកបានឃើញនួនជាពីមុនតទៅសោះនោះបាទខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតខ្ញុំនឹងមែនខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ទេបញ្ហាហ្នឹងដែរ But had you forgotten about it? ហើយលោកក៏ឆ្លើយមកប៉ុន្តែពីមុនលោកមិនចងចាំឬយ៉ាងម៉េចវិជ្ជៈពីមូលហេតុបាទខ្ញុំអត់បានចងចាំមែនបាទមេមីមាយគ្វេស្ចិនវ៉ាសប្រហែលជាសំណួររបស់ខ្ញុំមិនបានច្បាស់លាស់ល្អម្សិលមិញប្រសេគ្យូសិនសហប្រិញ្ញា មានតែថ្ងៃម្សិលមិញទេដែលលោកនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចមានតែថ្ងៃហ្នឹងទេដែលខ្ញុំនឹកឃើញមួយបាទតើការប្រជុំនោះប្រជុំនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែលលោកបាននិយាយថាលោកបានចូលរួមនោះ ខ្ញុំមិនបានគិតដល់នឹងទេតែខ្ញុំនឹកថាបើអេប្រហែលជា 77
đam khám chất tập bẩm bớ trong chất tập bẩm muối phải hai phần năng và and how did you come to realize that the person who spoke at this meeting had away ក៏លោកបានដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ដែលបាននិយាយក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺជាលោកនួនជាហេតុអីក៏លោកដឹងថាអ្នកនោះជានួនជាពីព្រោះពេលនោះគឺថាអ្នកកាត់ដេរទៅច្រើនគ្នាណាពីអូអសីទៅស្ដាប់គាត់ហើយដែលអ្នកអូអសីហ្នឹងគាត់ស្គាល់នួនជាច្បាស់ណាស់តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំសួរថាឈ្មោះអីដែលគាត់និយាយក្នុងធ្វើមីតិញហ្នឹងគឺគេហៅថានួនជាពេលនោះខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីនោះមកAnd who were some other speakers at that meeting? តើមានអ្នកណាផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើជីវៈក្មិនឬក៏អ្នកនិយាយក្នុងអង្គប្រជុំនឹងដែរឬទេ?បាទមិនមានទេមានតែគាត់មួយនឹងទេ How long have you been working at the garment? តើលោកបានធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកកាត់ដេរនឹងរយៈពេលប្រមាណហើយដែលថាបន្ទាប់មកលោកបានឃើញលោកនួនជានិយាយក្នុងការប្រជុំនោះខ្ញុំគេឲ្យមកពីអាស័យកៅហ្នឹងគឺថាចិត្តដាច់76ហ្នឹងខ្ញុំមកបង្រៀនពួកគេជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរស្អីស្អីហ្នឹងនៅផ្សារអូអស័យហ្នឹងបាទ Let me get back to when you សំណួរខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរកបញ្ហាដែលលោកនិយាយថាការប្រជុំនោះគឺប្រហែលជាថ្ងៃប្រហែលជាឆ្នាំ1976ឬ77ចង់សួរថាតើការប្រជុំនោះមុនឬក៏បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី30កញ្ញាឆ្នាំ1977ប្រជុំនោះក្រោយ77ទេខ្ញុំមិនបានចាំអស់ទេបញ្ហាហ្នឹងគឺថាវាមានការភ្លេចភ្លាំងណា77កំណឹង76កំណឹងវាអត់ច្បាស់ទេរឿងហ្នឹងណាMy last question I think សំណួរចុងក្រោយទៅលើប្រធានបទនេះលោកដើមមិនដឹងរត់វិញនេះតើចំនួនអ្នកចូលរួមមានប្រមាណ100ឬក៏1000ឬក៏ចំនួនតិចប៉ុណ្ណាតើលោកនៅចាំបានទេតែខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់ទេតែគាត់ប្រហែលជា500នាក់ហើយជា500នាក់ Thank you very much Mr. Civil Party សូមអរគុណច្រើនលោកដាមនឹងរដ្ឋបាលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីបង្ហាញនៅខ្សែពីយុនផាលជា10នាទីដែលដើមនឹងរដ្ឋវិនីក៏មានរូបនៅក្នុងនោះហើយសូមឲ្យលោកពិនិត្យមើលក្នុងរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសួរលោកលោកដើមនឹងរដ្ឋវិនីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបញ្ចាំងផ្នែកនេះនៃវីដេអូបាទជាឯកសារភាពយន្តឯកសាររបស់អាលម៉ង់ខាងកើតគេហៅថាដាយអង្ការបាទគឺអង្ការបាទជាខ្សែភាពយន្តដែលអាចស្ដាប់សំឡេងឮផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងបានរូបភាពនិងសំឡេងក្នុងពេលជាមួយគ្នាបាទបាទសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំគាត់សូមបញ្ជាក់បន្តិចពីម្សិលមិញលោកដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការមើលបាទដូច្នេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអង្គជំរិះអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបឲ្យខាងផ្នែកសោទស្សន៍ចាក់ផ្សាយនៅខ្សែភាពយន្តនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍
tam samna som របស់ក្រុមមេធាវីកាពីក្តីលោកកនុនជាហើយលោកចុំមីសូមលោកប្រឹងប្រែងខិតខំពិនិត្យមើលនៅខ្សែភាពយន្តនោះដើម្បីអាចនឹងមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលនឹងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងពីបញ្ហាខ្សែភាពយន្តSind hindurchgegangen. Als wir unmittelbar nach der Befreiung diese Stöße von Häftlingsfotos fanden, fragten wir uns wieder und wieder, hat denn keiner von ihnen überlebt? Es gab damals niemanden, der uns antworten konnte. 2 Jahre später. Das sind die wenigen, die durch die Hölle von Tuolsling hindurchgekommen sind. 7 von mehr als 20.000.Der ehemalige Häftling Yeng Pech. In diesem Gefängnis, diesem Kerker, hatte ich alle Hoffnungen verloren. Eines Tages suchten sie dort jemanden, der ihren Dynamo, ihr Stromaggregat reparieren könnte. Sie gingen von Zelle zu Zelle, in unserer Zelle fragten sie auch. Aber die Sache war mir zuwider. Denen auch noch den? Nein.Und ich hatte ja sowieso keine Hoffnung mehr. Wozu, dachte ich bei mir. Du bleibst so oder so bis an dein Ende in dieser Zelle. Meine Zellengenossen aber, vor allem meine Mitkämpfer, drängten mich. Ich sollte es doch tun. Vielleicht könnte ich dadurch mein Leben retten. Sie sagten, du kannst doch sowas reparieren. Warum meldest du dich nicht? Da sagte ich zu. Ich wurde zu der Maschine geführt. Und nach 2 Tagen oder waren es 3, lief die Maschine wieder. Das Aggregat lieferte wieder Strom. Seitdem musste ich in der Werkstatt arbeiten und alles Mögliche reparieren, darunter auch Autos. Und dort war ich bis zum Tag der Befreiung.Sie wurden alle auf irgendeine Art gebraucht. Für Arbeiten, zu denen ihre Kerkermeister nicht in der Lage waren. Funktionshäftlinge also, vom Tod lediglich beurlaubt. Als die Pol Pot-Bande in die Flucht geschlagen wurde, gelang ihnen die Flucht in die Freiheit. Der ehemalige Häftling Tong Chan, heute Politoffizier der Volksarmee. 1968 wurde ich Mitglied der Partei.Ich gehörte zu denen, die für den Marxismus-Leninismus eintraten. Das war auch der Grund, warum sie mich später beschuldigten, ich sei ein Agent der Vietnamesen und der Sowjetunion. Sie wollten mich aus dem Weg räumen, mich umbringen. Der ehemalige Häftling Heng Nat.Am 7. Januar arbeitete ich wie gewohnt. Gegen 11 hörten wir Schießereien. Wir wurden in einen Raum gesperrt, ihre Gewehre waren auf uns gerichtet. Dann trieben sie uns aus dem Lager. Die ganze Nacht waren wir unterwegs. Im Morgengrauen, also am 8. Januar, auf der Nationalstraße Nummer 4, trafen sie auf eine vietnamesische Einheit. Bei diesem Gefecht konnte ich in die Freiheit fliehen.Heng Nat war am 7. Januar 1978 eingeliefert worden. Auf den Tag genau 1 Jahr später kommen seine Retter. Ich hatte sehr großes Glück. Nie und nimmer hatte ich geglaubt, das zu überleben. Dass ich noch lebe, ist wirklich mein goldenes Schicksal. Heng Nat mit seinem Fragebogen zur Person des Häftlings, der in der bürokratischen Hinterlassenschaft von S21 aufgefunden wurde. Er ist als ehemaliger Maler zum sogenannten Neuvolk gerechnet worden. Die Fähigkeiten des früheren Filmplakatmalers wurden gebraucht. Als Heng Nats Name schon auf dieser Todesliste steht, als laufende Nummer 120, vermerkt der Gefängniskommandant eigenhändig,zurückstellen. Heng Nat wurde danach in das Künstleratelier abkommandiert. Das bin ich. Das ist mein Freund. Er wurde während des Verhörs erschlagen. Auch der Häftling Chum sollte ermordet werden. Zu vernichten, zu vernichten, zu vernichten.
Zurückstellen, ordnet der Kommandant an, und so bleibt Cham am Leben. Er hat Pol Pot in Holz geschnitten. Als der Kommandant von S-21 befiehlt, den Bruder Nummer 1 in größerer Stückzahl zu produzieren, muss er sich um die Herstellung von Gussformen kümmern. Für dieses makabre Atelier ließ die Ankar Land auf und Land ab nach geeigneten Spezialisten suchen. Sie kamen in einem Jeep. Angeblich holten sie mich ab, damit ich irgendwo Zeichenunterricht geben sollte. Die Ankar hätte es befohlen. Mit dem Jeep brachten sie uns dann aber nach Tuls Leng. Dort wurde ich von meiner Frau getrennt. Jeder von uns wurde in einen anderen Raum geführt. Man legte mir Handschellen an. Plötzlich hörte ich meine Frau schreien, was habe ich denn falsch gemacht? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Habt Erbarm mit mir, ich habe doch sonst niemanden. Ich lebe nur mit meinem Mann zusammen. Mehr hörte ich nicht von ihr. Ich wurde abgeführt mit verbundenen Augen in eine Zelle. Der Zeichenlehrer Meng als Häftling. In der Zelle hockte ich so gefesselt. Einer von ihnen kam herein und fragte mich, ob ich der Zeichenlehrer sei und ob ich Pol Pot bauen könnte, aber hundertprozentig ähnlich. Ich sagte ja. Drei Monate lang arbeitet der Häftling Meng mit Akribie an den Zügen seines potenziellen Mörders. Er zeichnet den verhassten Kopf, um seinen eigenen Kopf zu retten. Manchmal konnte ich durch diesen Fensterspalt sehen, was draußen vorging. So sah ich, wie sie Gefangene ins Wasser tauchten. Andere holten sie splitternackt zum Verhör. Was ich damals heimlich beobachtet hatte, versuche ich auf meinen Bildern wiederzugeben, damit alle es erfahren. Zuerst klemmten sie mir die Finger fest. Dann haben sie mir diesen Nagel herausgerissen. Einfach rausgerissen, mit einem Ruck. Und die Wunde haben sie mit Ethanol übergossen. Die Schmerzen waren unerträglich, zum Wahnsinnigwerden. Dann nahmen sie sich den Daumen vor. Auf die Art rissen sie mir zwei Nägel aus. Es war mehr als barbarisch, eine mittelalterliche Tortur. Es tat entsetzlich weh. Diese Wanne benutzten sie für eine ganz besondere Folter. Während meiner Gefangenschaft machte ich auch damit einmal Bekanntschaft. Sie banden meine Füße an eine Eisenstange und legten mir Handschellen an. Dann begannen sie mit dem Verhör. Sie sagten, du hast zu antworten. Wenn nicht, musst du sterben, dann ersäufen wir dich. Ich sagte nur, ich bin kein Verräter. Ich habe für die Freiheit des kampuchianischen Volkes gekämpft. Daraufhin brüllten sie mich an, rissen mich an den Haaren hin und her und trampelten auf meiner Brust herum. Das Verhör ging weiter, aber ich sagte wieder nur, ich bin kein Verräter, ich wollte unser Volk befreien. Sie stellten sich auf mich und drückten mich unter Wasser, bis ich bewusstlos wurde. Mein Bauch quoll auf zum Ballon. Sie zogen mich raus und traten mir das Wasser aus dem Bauch. Wieder verlor ich das Bewusstsein.
Yesterday I asked you ក្នុងខ្សែភាពយន្តអាឡម៉ង់ថតនេះគឺថាខ្ញុំមិនបានឃើញទេយ៉ាងបានឃើញទេតែគាត់ថាដឹងតាគេថតគេហៅមកថតអឹងបែកគាត់ហៅមកថតហ្នឹងគឺថាថតហើយខ្ញុំក៏ចេញក្រៅទៅខ្ញុំអត់មានបានតាមដានអីទេខ្ញុំទៅប្រកបការងារខ្ញុំនៅធ្វើការខាងគណៈនិគមហើយអឹងបែកហ្នឹងគាត់នៅគ្រប់គ្រងសារមន្ទីរទួលស្លែងហ្នឹង I asked you that question. Khem suo som nu muay pi masal manh te lok phan dae elo ne lok ban khoen rup phiep khong phiep yun ni hai ta lok neu chong cham darite tha lok ban phiep phiep sa vay khla chmuay eng pech am pi mul haet avay dal got niyi tae manuh 4 neak people having been detained in Estrand dal trou ban khum khluon nou so 21 an pe dai kot chlai teu talaka parivat prachichun kampuchea nou knong chnam 1979 ta kot ban mok chuop lok dambei oy chol ruom chmuoy kot knong ka chuop chmuoy neak thot phiep yun almong khang ka dai rue te ដោយខ្ញុំជំរាបលោកចឹងថាអឹងបាច់ហ្នឹងគាត់ហៅខ្ញុំមកថតនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងគ្នា7អ្នកហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ពីណាទេស្គាល់តែអឹងបាច់មួយទេអឹងបាច់ហ្នឹងគេចាប់មកមុនខ្ញុំទៀតចាប់មកគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រោយនោះដល់ហើយគេយកខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើម៉ាស៊ីនដេរនៅខាងក្រោយគាត់ក៏លេខឃើញគាត់រៀដៃអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយរកគាត់ទេពេលនោះខ្ញុំអត់បានចិត្តគាត់រហូតបាទ in the footage of the film នៅក្នុងរូបភាពភាពយន្តនេះលោកបានឃើញសមាជិកនៃក្រុម7អ្នកនោះឬ3 4 អ្នកដែលបានរៀបរាប់ពីសាច់រឿងទៅអ្នកថតភាពយន្តតើលោកបានឃើញរូបបាទរូបរូបរបស់ពួកគេរូបថតរបស់គេនៅស21ខ្ញុំសួរលោកពីម្សិលមិញថាតើលោកដឹងពីមូលហេតុអ្វីបានជាគេមិនដែលរកឃើញរូបថតរបស់លោកបាទហើយថាហេតុអ្វីក៏អ្នកផ្សេងទៀតគេមានរូបថតរបស់គេនៅស21ហេតុអ្វីក៏លោកគ្មានរូបថតនៅទីនោះខ្ញុំបានជម្រាបលោកហើយថារូបថតខ្ញុំអាអ្នកថតហ្នឹងវាប្រមូល2 3កឆេយកទៅដុតចោលអាផ្ទះឈើនៅខាងកើតនោះអ្នកថតរូបហ្នឹងគឺថាឈ្មោះញ៉ែមអេនបាទគេប្រមូលយកទៅដុតនៅអាផ្ទះកកើតនោះហើយអារូបថតឯនៅសេះសល់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេដើរប្រមូលព្រីប្រមូលរូបថតអីយកដាក់តាំងទេបាទYesterday I asked you that question. មិនសិលមិញខ្ញុំសួរលោកពីសំណួរនោះដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសួរសំណួរនឹងដដែលបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពភាពយន្តតើលោក
đăng mù là hết ở vầy tế đại thà nẹ thọt phép dùn al mong khang khang kát đại thà xóm ai ưng bệnh hơi nẹp sinh tiết tàu xóm đáy hơi bạp sạch rương rồi bọc bụ kê nợ bê nốt phân tái kê mình ban hào lục ai tàu xóm đáy hơi nâng bình dùl bì rương hẹt nụ thị ta lục nâng nẹp sinh tiết ban đăng rư có ban bì phía xa bì mùl hẹt rư có đăng mùl hẹt nì đại rực thị Nhóm ọt mắn bằng rừng ra nâng tế đối khi em riêng lúc chẳng thật khi em thọt hơi cứ đặt khi em máu thư ca nơi cả lại khi em vinh nơi kháng kẹp nè cùng tập bằng năng nè. This is a civil party, my very last question. It's a question that I ask you to ask. Mr. President, these are arguments which we should leave closing brief. We have to confront the situation with our doubts, and to just briefly respond, our main concern is the fact that The People's Revolutionary Tribunal, the People's Revolutionary Tribunal, Uniquement, 4 survivors of the two slain prison are
Lepsan, and Winangkong. We four presently work together at the first brigade Phnom Penh. Donc, il est inexact de dire que Umpek indique à l'issue de son mariage et éventuellement quatre survivants. Perhaps to shorten this after everybody has paid it at length. You have the last word. In a strange way, I don't think the question has to be asked. I don't agree with that. But it might be your way to close this chapter for you. Sir, have you been in S21? ខ្ញុំបាទជំរាបលោកទេវធានតាមដានដឹងអស់ហើយតាក្នុងការស៊ើបអង្កេតសួរតាដូចនឹងទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅជាប់គុកទួលស្លែងអីអត់ដូចវាឆ្លើយថាម៉េចដូចវាឆ្លើយថាបងជុំមីគាត់ជាប់នៅនឹងមែនហើយមិនក៏នៅតែច្រំដែរច្រំដែរចឹងទៀតចុះឯកសារខ្ញុំមាន ខ្ញុំឆ្លើយដាក់គេអីមានគ្រប់ថប់ទាំងអស់ខ្ញុំផ្ដិតមេដៃនៅនោះអាសេងឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដៃនៅនោះឯកសារហ្នឹងគឺតុលាការដឹងតែតាមើលឃើញទៅតោះតា Sorry, I'm not doubting you. I'm giving you the last word. So you were in S21. បាទខ្ញុំជាប់មែនលោកស្រីជាប់មែនណាហើយបើសិនណាខ្ញុំជំរាបលោកស្រីបើសិនណាខ្ញុំមិនជាប់គុកទួលខ្លែងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញឲ្យឡានក្លាប់ចុះឡានក្លាប់ខ្ញុំចុះបាទបាទណាហើយមិត្តវិ ការពីក្តីលោកគឺសម្ផនមិនមានទំនួលសួរចំពោះដើមរឹងរដ្ឋរដ្ឋនីតិហើយលោកអជុំមីហើយដូចអង្គជំរះបានជំរាបលោកពីដំបងទីចឹងថានៅក្នុងឋានៈលោកជាដើមរឹងរដ្ឋនីតិនៃចំពោះមុខអង្គជំរះលោកអាចថ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសមាការអំពីរឿងហេតុអំពីទំនាក់ទំនងនិងអកតកម្មដែលត្រូវ ចោតប្រកັນទៅលើជនជាប់ចោតតាំងពីរូបដែលធ្វើប៉ះពាល់ក្នុងលោកនៅក្នុងរបបកម្មវិជាវិជាធិបតេយ្យកម្មពីថ្ងៃទី7មេសាចិត្ត5ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1972ដែលនាំឲ្យលោកតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋរាជវិនីប្តឹងទាមទារសំណងជាមួយចិត្តនិងជាសមូហភាពពីជនជាប់ចោតមានចេអាតគឺស្ថានភាពនៃភ័យស្ថានកម្មមានចំពោះលោកជាអាតគឺផ្នែកខាងរាងកាយសម្ភារៈផ្លូវចិត្តនិងបច្ច័យដែលផ្ទាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋ ជាភ្នាក់ងារកម្មតខ្លួនដែលកើតមានធ្វើប្រកាសនេះគឺសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសកម្មទាំងនេះហើយនឹងចុងក្រោយលោកអាចមានទឹកតាំងសំណួរចំពោះជនជាប់ចោតប្រសិនបើលោកមានធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែសំណួររបស់លោកត្រូវធ្វើតាមរយៈយើងជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតើលោកធ្វើទេហើយធ្វើមួយណាឥឡូវនេះលោកអាចថ្លែងអំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសកម្មដែលលោកបានទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិតៃមុន បាទបាទលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះបន្តមកលោកនឹងអាចតាំងសំណួរបានខ្ញុំបានជំរាបលោកប្រធានហើយក៏សូមជំរាប បើអង្គជុំទាំងមូលថាខ្ញុំមានការវេទនាណាស់ពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំនិយាយកាត់ខ្លីចុះពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំមកត្រាក់មន្ត្រីទួលស្លែងហ្នឹងយើងអត់មានដឹងអីទេគេចាប់មកហ្នឹងគេក៏ហក់ខ្ញុំឲ្យទៅជួយធ្វើបាននៅវៀតណាមការពិតគេយកមកចូលទួលស្លែងយកមកចូលទួលស្លែងហ្នឹងគឺថាគេបញ្ចូលទៅផ្ទះខាងកើតហ្នឹងឲ្យយើងអង្គុយ 3 នាក់ហ្នឹង
hay dương ắt đăng thập phụ viên ở buôn hàng khơi thì việc tranh mà bị khơi việc tiền đại khi ông từ khơi chẳng đặt nọ hay cả ma khi ông băng có bị vô mà tròn một tầng bay nè nè chẳng việc bắt đá cho một tu sai tròn nọ nấng khi ông bàn phạp khi ông tham mới tới khi ông bà ắt ruột thì khi ông phê viên ở băng băng xong chui mưa cua sang khi ông phong bên nấng việc thẹt chỉ cái khi ông đua cặp mốc vì chấp tiền sợ các bạn hiểu lắm mà chơi máy bầm hay thế này cái cầm tích được ngon hơn ông ca cầm tích được ngon hơn mà hay việc bắt chun khi nhau mà cái tụt mùi nó cứ ta vì ao dương chơi trắng việc vua cặp bùa hái thọt rụp hái việc đó ai quen chén đó khao lấy khao quen chén nơi ta khao lấy việc đặt nó đầy dương chén vô cái má mà chọn một nhôm tiết do cơ ma mà cho mốc nghe bạch chun tranh tới đặt nơi à có tụp đèn nhôm chìm nghiệp nắng thả bờ với anh bờ hai cái pi mát từ tân bờ hai cái mà mát cái lá đặt không có tụp mùi nắng hái vì ao dương trâu máu vì đặt nó trường dương đặt nó trường hái bán vì đọt nó đai chanh đọt nó đai chanh vì xài mục dương là hốt nhôm thịt đất na pi lưng ta khi nhôm ăn hiền xong cái phật tề là hốt đo màu mùi vì vô khi bán do từ xua chậm lao nơi à kia vốn đó à kia à thằng lớn nó chuẩn lớn nó vay xua chậm lao do từ đó về ao dương tôi sẽ đột chướng việc đặt nó chương à hái bán việc đó à nó đầy cánh xe ai một chân chân bên lúc khi mơ khơi nha à vay vay nơi không lúc khi mơ khơi tăng bây giờ à chiếm nơi mặt đông hàng năm khi ông nó chiếm mặt lu hay àm quạt nâng cái ta bạch thông nơi chất ở tộc viên năng hay tộc viên năng miền ông cái liên lệch mùi vầy đặt tế lô năng miền đặt tế lô vầy vì nó vừa xuống nhầm mưa ai ai chói trọng mưa à chói mai khi ai miền bà mát nhé châu xê à châu ca xê bê nhầm miếp kê thắc nhầm ọt sqol tế bông muốn bông nhầm tha ọt sqol tế mật đuôi ma anh mật ấy chú mùi ăn anh miền mật ấy mùi ấy mà hãy gặp bọt chiết ta bên ông bay trong phong vô đây rồi chẳng bạn con đây bạn hỏi mà và tôi mau tiết việc đó à cho mê trường dương mặt hàng ấy mà đó cho mê trường mặt hàng việc đó tiền ắt đánh những việc đặt đặt chẳng dương trong trong sản lập à trường mặt hàng việc đó đấy đấy đó ắt ruồi mà thôi mau bán việc vô tai lớn đặt nông run cái chiếc nhóm đã thách bức chân dương sờ lọp ắt đăng khuôn này mà khang nó là lỡ ca ắt ca tới lúc thiên ắt bàn này cua chân đôi tật châu chẳng tưng 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 mà hãy bắt mặt khang đi sợi mấy cái ắt lư đài nhờ à bên đó á đại nhom khơi ni chân cứ đặt nhom miên đặt sập mà phù ắt đăng khuôn tờ to mà bắt tua mà tiết mà chạy xa lâu xa lâu nhưng thà khi nhóm ớt xa xe A, K, C, B, N, T, bồn bà vì thà ấy cũng có hợp anh ông ca mình chê ta chấp anh mà bây giờ bà bà ấy xa lâu xa mơ khi ai miên bà mà nè cứ ta vay ở hướng C, A, K, C, B, C, A, K, C, B xua ta hướng nâng pin nó đập ngay pin đập giúp vì ớt ai dừng dây bị ấy đây dây ta bị hướng C, A, K, C, B, C, A, K, C, B nâng bà dây tập năng này, ai con là ham thật không ai dây về riêng cam kia không tập năng về ham tập năng, rồi mau năng cứ ta nông pi tận đập ngay pi tận đập dục năng cứ ta bê bực nhom ban tức bà bố mà về thì lúc thiền tức bà bố tập bê ngay là nghe mà về thiệt nông mặt ngay ban tập pi về thì khi nhóm miên cầm lăng ấy, bỏ tức bỏ bỏ bì về ớt miên khóa bỏ mà khóa bỏ nà thì tức bỏ bỏ thật. Mà tức bỏ bỏ thật. Hãy khi nhóm bị cha nà khuôn ai khi nhóm tha bà hai kê ai khi nhóm hốt tức bỏ bỏ nâng bà hai kê mình chọn ai khi nhóm to tăng kê ấy bà nghe ai tức bỏ bỏ nâng cả ngang kê ai bái đó khen khi nhóm miên cầm lăng to tăng kê. Nhóm con đã nức không chết chân tê lô bà thiên bà. Hãy pin đọc ngay hãy pin đọc giúp nâng cư đà vừa vay xua chùm lòi nâng bà. Hay bê là đây không có tục nhóm nâng miên cái crop ngôi bà này cái crop Amerikan nâng vì ai dương bắt chương thông nâng bắt chương thông nâng
ពេលហ្នឹងគឺថាយើងបត់វាមិនចំទេព្រោះអាជើងជាប់ខ្នោះផងនោះដល់យើងបត់ទៅវាកាលហ្នឹងវាអត់មានលំអីរឹងទេមានតែទឹកដល់ហើយវារៀងមកក្រៅអាក្តងហ្នឹងខ្លះទៅវាមកឃើញវាថាអីលិតអាហ្នឹងឲ្យស្អាតហើយមិនលិតអញ្ចឹងឲ្យម៉ៃអញ្ចឹងយើងខ្លាចវាឈឺខ្លាំងពេកនោះព្រោះអាខ្នងហ្នឹងវាហើមពូពីដំណប់ថ្ងៃពីដំណប់យប់យើងដេកយប់អត់បានប្រែខ្លួនអត់បានទេបាទប្រែខ្លួនលឺអាចវាក់ហ្នឹងរឹងរឹងវាវាយយើងទ
Đó trong bệnh chóp miên à muối à xúc thi nút pi tần đập ngay pi tần đập dục hái viêm mau xua thả ná anh kia vô bị ô à say mai cái chập bị ô à say mau nắng nhom thạc nhom bong à sai nãy ngay cho anh thư ca anh vô ai anh thư ca tai ai cũng ruột nữa nhom thạc nhom ọt ruột để bong và lầm láng à xúc thi nắng về vô cả áo ao nhom liệt bẹ men hay vía đó hà à nó chướng đặt nó đáy vía ai liệt khao hai bẹ ai hai hai vía đặt nó đáy và chun tới hàng khỏi nó ai chu chun mà sân đê ai vía chu chun mà sân đê ban hai chị đập khương lục thiên ban hai chị đập khương đó hái à mà sân ông lê nó vượt khôi với ai nè tố lý à sân ông thư lê nâng do tao nhóm chua chua lên khỏi xua thải cái chua chua là nâng thế chăm mơ nhóm tờ lọc mơ sân bằng vừa nhóm thư lọc chua chua là nâng vừa nhóm nơi rất nạ khởi nhóm chua chua là nâng đài nơi rất nạ khởi nâng đó hào nhóm lia tới khuyên thư lạ ra xua máu lạ ra xua máu nhóm thảo ảnh ích đánh ra xua nâng ta nhóm bà lia mà căm tới phụ tới vay tới việc đà vinh bà vay đà vinh được ồ khỏi mà bây giờ ai nhóm chua chua bị cường tiệt chỉ vượt khi nhóm đòi xa rồi xoa mà cam nâng nhưng nhập lục của thiền chỉ vượt khi nhóm rồi xoa mà cam nâng bọc nhóm chua chua là nâng ấp bán khi nhóm thở tạ sạp tại hẹn đây chua chua bán đây vượt tục bê dũ rồi tu con tốp nạ tế kì mau chú mùi con tốp Việt Nam kì mau kì ấp chô màu nâng ấy kì tầng cá xa thầm ấy nữa việc đăng đặt bộ nâng tầng cá xa thầm ấy bỏ mô bộ khi nhóm bầm bay đọc nhạc cho không cả lại nhờ văn nát gọt cư cùng nụ nâng bầm bay đọc nhạc nhóm mau khôi kế về thả ai dứt mấy ai bằng ai trôi mai lỡ nhóm cho mau khôi kế khuyên bộ viên cho ta một bằng uốn nâng đó ả cả lưu khó bay mà nhạc mùi cho ta một bằng uốn nâng nhóm nực thả bà con tốt nạ xe cho mau nâng nhóm slap nơi không ở rộng nâng ai việc bỏ khó bay cho nâng đâu bà lia thang ngay trăng vì bà mô phụ khi nhóm bà bây nhạc tới nâng ấp miên đặc nó ấy đừng ơ ấy đài trăng vì tầm rong cập lương vậy đài trăng của ấy đài trăng ấy đã đàm trăng bà nhạc châu đài trăng tới tự đo hàng khá nữa tự đo hàng khá vì ai dương chốc chăm nơi nóng phụ vì nơi chăm dìm nơi nóng hay vì bì nhạc vì chi mô tô màu chi mô tô màu nhóm ấp nâng thả màu thư ấy nhóm ấp nâng thế khỏi máu bạn đang thả phụ chi mô tô của hôm nâng vì máu à co à nẹ đọc buôn nẹ nơi lực kre nó lục vật thiến à co vì ọt hiện bằng đây khách mô tô lứa khỏi máu bạn hiểm đăng mà khỏi máu bạn việc khi phụ hiểm tư tự đo dương prey so nâng cứ ta srei srei nâng chanh ở hai tự đo prey so chụp ở hai cái pi máu bay máu bạn về ở dương thư tầm nào to tiết anh đang đẹp lưỡi tự đo ông sunu nâng hiểm chụp krua xa khi ông nâng nâng miền srei srei và hai cái đọc nhẹ hay pro cứ ta chanh bị thua sai nâng cứ ta bầm bay đọc nhẹ hay phụ viêm đang chụp màn nhẹ để hiểm ọt màn rộp đi đọc bê nâng cứ ta khi ông phép viêm ta bong khi ông sống chui bay con tập hoang hiểm chụp krua xa khi ông mày việc tha bay tới
ba pel nang khom te yo kon krua sa khom kot prab tha bong ai yo a kama nang oi mit nari mneak kot chlong te le nai khom dam tnaut ba hai khom yo kama oi kot srap chlong khnal teng cheung kong tob nak se nang kong tob vietnam ke ban phdaich ma kanat te wan nat ưng bay ai ai nưng ta khuông ta lop mo khoy veng khnyom chmuoy bu meing chmuoy ta tuon sai sai nưng khư ta lang te om leang tae pel nong ve ruot chao khnyom os hai puok khlaich kong tob vietnam khnyom neu da 3 neak kruo sa khnyom ta eng khnyom 3 neak nưng da puok khnyom ot hien ruot chao propuon khnyom te puon khnyom kwat ruot at ruoch kwat dap chlong te le hai ba dap chlong te le hai tới đa tới chấm nghiệp lục bát thiên tới đó khi hai thập vật sát thối chết đó âm liang nữa vừa hay khang phế châu sông có cái đam bài châu tới phải chỉ mong phàm mong phụ muội nghiệt nứng khuyên phụ việt phải chỉ hà sấp nẹt nơi nứng phụ mai hòm nứng và đó khi ông cái lấy cái khơi nhà muối nút việc quạt phơi mặt hàng quạt phơi mặt hàng à nứng về ao khi run phương bà bò khang khối nhá, chua viên mật to, nhầm chua bụi viên nở nần, bà đỏ khối máu, viên thà, hãy thốc cầm nát này ná, nhầm thà, nhầm nở khang bộ bìa, nở nần ngay, chăm xong xong bọt bì ông ca bán, ông ca áo anh co hô bầy, áo đếch nở mục xà la nấng, đếch nở đầy nấng, đỏ khối máu, bụi nông tự ơ linh, sẽ bật lịch khơi nhà chlốp mà nẹ mà dìm chung vinh đại chung vinh khi ông nâng. Rồi mà phải cái mong bí tình đọc giúp khi ông ạc miền nêl ca khi ông phạc phá hài. Mong bí tình đọc giúp khơi nhà kia bây nẹ. Cái phương A ca bây đàm. Mà đó xua chlốp nâng xua nha. Bây nẹ đại dô vật vãi chào nâng. Vì thế này nơi đi lực khơi nâng. Bên ông khi ông nhẹ làng. Nhẹ làng kê. Tôi ta khi mà làng kê tế nhà làng bây nẹ nâng. Bộ Việt thạ ta bán sắp bọt bị ông ca ngay ta đã mất nơi đi ta ta môn dứt nà bán đặt nhóm phụ nhóm ấy ta tạm khá rồi vô xa khiêm ta ta môn và tốt tới ta ên khỏi kìm phốt nhóm chân bị vót ta hai mạc lô bây dìm liếp lô bật thiên mà như là ra chẳng vô xa khiêm sạch bà phiếp ruột kì xâm lập nhóm mày bên nông cứ ta cô nó bị dùng nga chẳng tại anh bắn tại anh nơi một nhóm tại anh bắt trường làng lơ mấy ruột kia sầm lạp ấy nhóm ruột tới phải hai chị đọc mát vừa bắn khi ông phải đọc mát chẳng mà thành thu phải hai chị gọp đằng em đằng nhóm kịch tập bột viên nom khi nhớ bắn khi ông tập bột nâng việt tha châu tập bột nâng mánh châu tập bột nâng mánh tam cá bớt khi ông đua luôn tam sư sre chẳng lục thiền luôn tới ngay nè bạn chăm lang ruột tới riệp phlư khom châu puôn prây đal pa hai chi mong 7 8 giúp khom chênh ruột tiệt cứ ta ruột bị sạch thol tới 3 ngày khom chuop nari 2 nẹ vật tu la lai srâu nó vô srâu ta cắn khom tha mật nari chất đal na smart pong tha smart pong ngai na moi nưng smart pong nơi khoi nó tê bạn rùa ta lọc mà khôi vinh. Pêl nông ọt miên tức bằng ta nọ ọt miên bài mà khóa đê bỏ mùi dục bỏ mùi thang ai ọt miên bài tức thế. Dừng viên khôn bây nâng. Tại dừng bàn à sạc ấy đấy à vò. Sạc thân năng lục bà thiên. À sạc thân năng chu nâng. Cứ ta bốt à sạc thân năng nâng hộp mà. Là hốt ta lọc mà vinh bàn khôn mô rô à. Phụng mặt bông nâng khơi bàn khi ông vơ tà lọc mô tì cửa nông bình vinh bàn. Bà, ở nơi hãy lục, ở hai lục ai chơi, mình sách tăng tùm nua cho bố chụp chọc cháu. Ta mà dương chìa bật thiên ông chùm ra bà thân bà miền lục và miền tùm nua ở tùm chơi. Có mà tuần dây là mấy trăm các bạn microphone phát bắt ca dịch vào việc ca chung lúc ấy có mà rõm ấy lúc nâng miền ca nâng ca riêng chồng nâng ca thư phương nô nâng bạn chung nông bảo tạm được dạ lúc bật thiến
Nhâm chăng su chuyên gặp cháu nôn chía tha nơi khăn trạm tì tù thay nâng quát việt nạ đăng nôn cua quát miên đăng thà tù thay nâng nơi cái lại nà thế hay tùm hôm bàn nà thế hay quát miên bàn tẹt tông cho mũi đốt đè ấy và nâng tùm nô tì mùi ai sân nô tê pê ca bờ chung kiềm mùi nôn chía cứ đặc quật miền bàn bờ chung nơi bờ rây cây la đại ai miền bờ chung nơi bờ rây cây la đại ai pê nô quật bàn nỉ dây thà tham mất na mình toàn kia là thà là bị bụa chạ cả quật xong ai đề ca chun pạ pạ nâng lực lên tổ mà nâng sầm nua kiểm phu nôn chia và hay nâng sầm nua mùi sầm nua tiết kiểm phu lục khi sầm phón nhằm chăng sầm nua su quát tha quát miền bàn đại châu từ xa ô ở xây tế và hay quát từ xa ô ở xây nâng quát miền bàn dây phép nhờ đi nằm bài nông ở nằm bài ở chân chân nằm bay vô chun bà chi chun màu bì bô bìa tế quát miền bàn dây chân thế hay quát miền bàn từ ra tiệp phương thế thì chạy bài bị chia chuôn nơi ra tiệp phương bị chia chuôn chỉ liệt bị xoài biên bị bay về màu và sầm nua bộ nhâm tập bàn năng nua nhâm bát tập bàn năng nghe lục bát thiên ở hai hiền bà ở quân lục chùm mấy hay ông chùm ra sầm chùm điệp lục tha ta bắt phải nhặt này bị thiên nằm vào vây mùi chấm nói mùi khó trong bài dục trong cõi này bị thiền tây không bỏ ông chấm rẽ hắn chạy thá nơi cướp đồn mạng ca từng ở nơi cái chấm nói ca này tây bị thi ông chấm rẽ trời prap ông bị sứt nơi sinh nghiêm mình lời tốt nơi nâng sầm núa đò chân chập chào hay nơi không sạm nạc ca cả bình ngay chỉ bằng bay khai mẹ ra cho năm bị bọn đọc rằm còn to bị ông chấm rẽ ban sẵn đập chân chập chào chẳng bị nẹ lời bệnh chết ông bị ca để phụ quát xong để xa sứt nơi sinh nghiêm mình lời tốt nâng sầm núa cả nút ông chấm rẽ ban con tổng quan thá chun chập chao từng pi nẹt nơi tai đã xá chấm hô rồi bắc luôn mình to ăn vật sứt nơi kia mình xoay top đọt đáy lực lên tai nâng hô đọt pi na để ông chấm rẽ từ là từ bốn từ tua ban phò đầm miên chạy chấp ba ấp xây bị chun chập chao ở rưỡi pi giả mình từ vi cà pi cách đây chun chập chao hay nơi không sạm nạc thay nút ông chấm rẽ ban cầm nót ở chun chập chao nâng rưỡi giả mình từ vi cà pi cách đây chun chập chao trời miên ca từ tua khô trời không ca chun đầm nâng mộc ong chấm rẽ ở ban toàn về bờ lia nâng miên và sơn đập hiếp và sơn và chun chập chao sầm lại chất lẽ bằng sứt nơi kia mình sải tóp hơi dồn prom sải tóp nâng sầm núa đòi ong chấm rẽ rước đòi phịa ký nơi đầm nạc ca nà mũi nơi cây chấm nạc ca nơi tệ vị thí sạm nạc ca hơi là hôm ở đào peni ong chấm rẽ nơi mình toàn ban chun đầm nâng pi ca plap đôi chấm hô ra bờ chun chập chao từng pi nẹp pi ca sầm lại chất lẽ bằng sứt không ca nơi kia mình sải tóp mộc chỉ ca dồn prom sải tóp nâng sầm núa nơi lại tì nít cứ chỉ tổng điểm điệp chun đầm nắng hơi tam và nhặt cho bà chỉ thôi đầm miên tiếng bà chiết đang đã chiết cái đôi chỉ anh nội thành nhà anh đã chiết tại đây vì sệt đã vừa rót anh nội cứ tha tơ la cá mình miên sệt nơi con ông ca chạm bằng khom bọc cô na muối ao chơi tọp tê ở đây chun chập chào ở chơi tọp tơ nắng sầm nu bàn tê của anh nít chỉ cho bà chiết đã rùm tiếng cho bà anh đã chiết phong này nó sầm lục chìp xong chơi lục thầy mê tử vi Je vous remercie, Monsieur le Président, une stricte précision. Et je souhaitais la faire en la présence de Monsieur Chum Mei sur le documentaire Istalement qui a été montré par la défense de Nguyen Chia pour indiquer que nous avons une juriste germanophone dans notre équipe qui a pu écouter l'extrait en allemand et qu'il ressort très clairement de l'extrait de 10h30, 38 à 2h31, 27.
les documentaristes est-allemands indiquent qu'il existe 7 survivants S21. Dont Chum Mei est à ce moment-là la photo des 7 est montrée dans le documentaire. Donc il ressort très clairement de la voix off du documentaire que M. Chum Mei est identifié comme un des survivants en 1981 de S21. ដែលតាមភាពយន្តឯកសារនិយាយជាភាសាអាល្លឺម៉ង់នឹងគឺមានលោកជុំមីនិងមួយដែរលោកឧទានគឺនេះគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់បំភ្លឺត្រង់ចំណុចនេះបាទហើយអង្គជំរះអរគុណលោកជុំមីដែលសំណាងការស្ដាប់ទៅខីកម្មនឹងថ្លែងរៀបរាប់ទុកសោកវេទនានឹងស្ថានភាពផ្ទះតំណកម្មក្នុងឋានៈលោកជាសាដើមម្ដងរដ្ឋពលនី ដែលលោកបានអះអាងថាលោកបានទទួលរងនៅក្នុងអំឡុងកម្មវិជាវិជាធិបតីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយថាខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមមកភាកកទៀនក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងក្តីរឿងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយវត្តមាននៅរបស់លោកនៅអវតកនឹងលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តហើយមាន ជួបតែសំណាងល្អហើយបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកជំមីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសំណាកាជាបន្តនៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើការស្ដាប់នៅស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរបស់ភាគីឬពីសំណើសុំគឺសំណើសុំរបស់ក្រុមសហមិត្តភាពការពារក្តីលោកអនុនជា ការដាក់បង្ហាញឯកសារមួយស្នើសុំឲ្យអង្គជំរះទទួលយកឯកសារមួយចំនួនដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះសាក់សីដែលមានហត្ថលេខាពី ហើយអង្គជំរះនឹងធ្វើការស្ដាប់នៅស្ថានភាពតមរបស់ភិក្ខុលើបញ្ហានេះមុនមុននឹងស្ដាប់ថ្ងៃកម្មសាក់សីមុនរយដល់9ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលសំទ្របសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយអំពាវកាសសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសាក់សម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រកបឲ្យអនុរិយ មកទីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវថោកំផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះនឹងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាធារណការនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះ